Vâng, gần đây cũng Hiếu cũng hay chơi bài này và cũng thỉnh thoảng được các bạn động viên bảo là Hiếu đánh bài này khá hay, thế nên là Hiếu lại thích chơi. Và người nhưng mà cái vấn đề là các bạn nghe thấy âm thanh của cây VK106 này thế nào ạ? Và Hiếu thấy rất hay, nó có một cái gì đấy vang sáng trong và vẫn dày bên trong, và cái sức cảm gọi là thể hiện cảm xúc của nó ấy, cái sức thể hiện cảm xúc của cây đàn thì rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và đấy là một điểm quan trọng khi một người mua đàn, chọn ra cây đàn. Cây đàn của mình nó có khả năng để đánh được rất mạnh, rất nhẹ và chia được ra nhiều cái nấc cảm xúc đó, thì đấy mới là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từng phím một của cây đàn. Vâng, các bạn thấy đấy, mọi điều rất là tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng xem cận cảnh cái chữ Yamaha. Cái lá nhạc, lá nhạc này bằng gỗ nguyên khối rất là đẹp và nó còn rất chắc như này các bạn. Ấn vào như này, chúng ta thấy là kiểu nó có cái tai như này để chúng ta xách lên, và cái kiểu rất là tân cổ điển. Cái mẫu này được rất nhiều người ưa chuộng, vâng, nhất là ở Việt Nam chúng ta. Và cái tầm giá của nó cũng dễ chịu nữa, nó chỉ xung quanh 75 triệu thôi đấy, là chúng ta có một cây đàn đẹp như thế này. Vâng, đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp. Và bên trong là con ngựa này, các đầu dây này đó. Vâng. Thế nhưng nhiều bạn thì 75 triệu cũng là một cái tài sản rồi đấy, nhưng mà chúng nói là nếu xuyên suốt cả cuộc đời con người chúng ta có một cây đàn piano như này để chơi, để học tập, để đam mê thì em nghĩ là rất xứng đáng. Vâng, rất xứng đáng. Đồ rất là đẹp đúng không các bạn? Vâng. Chúng ta xem cái nắp này, đấy, từng cái đốt một như thế này. Đó. Rồi. Rồi, đây cái vai này, đấy, các bạn thấy không? Đấy, cái chân nó là phồng nó cong như thế này, chân hươu kiểu này. Rất là thanh và rất là tinh tế. Vâng. Ta xem cái đằng sau cây đàn. Cái đàn có bốn cột trống và cái mặt sao bót này. Rất là tuyệt vời. Đó. Rất đẹp luôn các bạn. Vâng, đấy. Bốn cột trống, hai tay xách nguyên khối như thế này. Vâng, rất là chắc chắn. Vâng. Các bạn có thể nhìn kỹ đấy, thấy cả cái sáo bót rất đẹp, nói chung là rất đẹp. Và chúng ta còn trở lại với phần bên trong của cây đàn. Về kép, vâng, đấy, series 2,7 triệu. Chúng ta xem cái chốt pin. Các bạn nhìn này, đấy, cái này là cái chốt pin này. Đấy, pin. Tiếp theo là cái đầu dây này. Đấy. Đầu dây này. Các bạn nhìn này. Cái búa này. Đấy. Đầu búa Yamaha. Đấy, đầu búa rất là dày như này. Rất là chắc các bạn nhé. Rất chắc. Đấy, rất chắc này. Vâng, cái chiều búa nó rất là rõ nét. Rất đều. Vâng, đấy, một cái sự tỉ mỉ khi căn chỉnh cũng như là bảo dưỡng lại cây đàn, nên mình làm rất cẩn thận cho từng linh kiện, từng chi tiết một. Đấy. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy. Đây là những cái, đây là cái này người ta cũng phải căn chỉnh để cho nó, cái máy này các bạn nhé, để ý là nó vừa đủ cái độ, tức là rung để mà nó truyền lực từ phím này lên đây, vào đây, đẩy lên suốt này, đẩy vào cái búa này. Đấy. Nó rất là nhiều chuyển động. Thế tổng kết lại một cây đàn này nó đến khoảng hơn 7.500 linh kiện. Các bạn thấy kiểu khủng khiếp không? Vâng, đấy. Vâng, cây đàn VK106 được sản xuất năm 1978. Vâng, cao 1m31 và được sản xuất tại Nhật. Và sau quá trình sử dụng được đánh giá là body B, Kia pin A, action B cộng và sao bót A. Và body B, Kia pin A, action B cộng và sao bót A. Vâng, rất tuyệt vời.